Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì thời gian này Chúa đã cho chúng con mở lời Chúa và nhận biết Ngài mỗi ngày mỗi hơn. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài không khiến chúng con mù mờ về Ngài là ai và Ngài đang làm gì trên thế giới, mà Chúa đã bày tỏ Ngài và ý muốn của Ngài thông qua Kinh Thánh, những lời thiêng liêng của Chúa đối với chúng con. Lạy Chúa, chúng con cần sự khôn ngoan khi học lời Ngài. Chúa đã hứa với chúng con rằng ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Chúng con cảm tạ ơn Cha, xin Ngài sức dầu trên môi miệng con để con được giao ra lời của Ngài, để rồi hội thánh của Ngài hướng lòng về lời Ngài. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan khi chúng con tiếp cận lời Ngài. Hãy giúp con nhận biết lẽ thật của lời Ngài. Xin giúp con không nương dựa vào sự hiểu biết của cá nhân con. Cảm ơn Chúa vì sự rõ ràng, sự khích lệ và niềm hy vọng mà lời Ngài mang lại cho chúng con tối ngày hôm nay. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, khi chúng ta đối phó với những thử thách trên thế gian này, tất cả chúng ta là những người đi theo Đấng Christ phải nhớ những sự khác biệt quan trọng nhất giữa những người tin Chúa và những người không tin Chúa. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm Đấng cứu Chúa và làm chủ cuộc đời mình, chúng ta đã chọn nương cậy, phụ thuộc vào Ngài. Là chúng ta đã đồng ý làm việc với Chúa Giêsu mỗi ngày và học cách trở nên giống Ngài. Những người không có niềm tin sẽ bị mắc kẹt trong ý chí ham muốn, cố gắng độc lập trước mọi thế lực. Điều này khiến họ phải tự lực cánh sinh và không thể làm được những cái điều như mình mong muốn, để rồi không có đạt được những cái điều mà mình nghĩ rằng là những điều đó sẽ là khả thi, những điều đó sẽ là tốt đẹp. Nương cậy có nghĩa là sự nhờ cậy, sự phụ thuộc. Trạng thái này dựa vào hoặc là cần một ai đó giúp đỡ, hỗ trợ và sự trông cậy. Tin cậy vào người đó. Từ nương cậy, nương nhờ cho thấy rằng mình là một kẻ bé mọn, cần được sự che chở hoàn hảo của Chúa. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và là Cha thiên thượng của chúng ta, là mối quan hệ không ngừng nương dựa vào Ngài. Nương cậy vào Đức Chúa Trời là tấm gương vĩ đại khi Chúa Giêsu bước đi trên đất và lời kêu gọi chúng ta đi theo dấu chân của Ngài, phụ thuộc vào một mình Đức Chúa Trời. Có ba thách thức lớn khi một người sống độc lập với Chúa. Chúng ta hãy để ý trong ba điều này. Điều thứ nhất, chúng ta không hoàn hảo. Điều thứ hai, chúng ta sống trên đất, ở trên trái đất tan vỡ với những người không hoàn hảo khác. Và điều thứ ba là chúng ta không thể thoát khỏi những thử thách và những cám dỗ mà chúng ta phải đối mặt trong suốt cuộc đời của mình. Vì vậy, câu hỏi vẫn là chúng ta chọn độc lập với Đức Chúa Trời và dựa vào bản thân không hoàn hảo của mình, hay là chúng ta phụ thuộc vào một Đức Chúa Trời hoàn hảo và con của Ngài là Chúa Giêsu Christ. Ai là người duy nhất đã vượt qua được những thử thách cám dỗ về cái chết, về tội lỗi và thế gian trên trần thế? Có phải là Chúa Giêsu của chúng ta không ạ? Đôi khi chúng ta đấu tranh và phụ thuộc vào bản thân, phụ thuộc vào loài người, vào những cái con người khác, bất cứ điều gì khác ngoài Chúa thì mọi việc dường như không như chúng ta mong đợi. Chúng ta có thể kiểm chứng lại những cái việc đã qua trong những thời gian trước đây, xem có đúng như vậy hay không. Bởi vì suy nghĩ và trong con mắt nhìn của chúng ta là một sự hạn hẹp. Chúng ta cho rằng nó là tốt nhưng ở trong cách nhìn của Chúa thì lại khác. Khi chúng ta lớn lên mỗi ngày nương dựa vào Đức Chúa Trời, chúng ta lớn lên trong sự tin cậy rằng Ngài là đáng tin cậy và thành tín. Đức Chúa Trời là đấng thành tín để chúng ta có thể tin cậy và đưa chúng ta đi qua mọi thử thách từng ngày. Nương cậy vào Đức Chúa Trời là sự tin tưởng và sự trông cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Chính vì thế, chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Không chỉ đọc mà chúng ta cần phải suy gẫm lời Chúa để nhận biết, hiểu biết lời của Ngài
quý giá như thế nào trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh chứa đầy ví dụ của các cá nhân nương dựa vào Chúa, nhưng không có tấm gương nào mạnh mẽ hơn Chúa Giêsu Christ, con một của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rằng Ngài đã sống không ngừng nương cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Cha như thế nào. Trong Giăng đoạn 5 câu 19 chép: "Vậy Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm, vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy." Đây giống như một cái nhìn thoáng qua về Chúa Ba Ngôi và cách thức hoạt động của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Con không thể tự mình làm điều gì, mà chỉ làm những gì con thấy cha làm thì con cũng làm theo. Và chúng ta sống dựa theo đoạn Giăng 5 câu 19, và chúng ta luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng: tôi muốn sống hoàn toàn hòa hợp với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Tôi muốn làm bất cứ điều gì Chúa muốn tôi làm, và tôi muốn Ngài lãnh đạo tôi, hướng dẫn tôi, chỉ đạo mọi việc tôi làm. Vì vậy, đời sống Cơ Đốc thực sự được thiết kế có nghĩa là Đấng Christ là sự sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta là ở trong Đấng Christ. Trong Giăng đoạn 5 câu 30: "Ta không thể tự mình làm nổi việc gì, ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta." Trong câu Kinh Thánh này, Chúa Giêsu giải thích rằng Ngài có đủ tư cách là một thẩm phán hoàn toàn công bình, bởi vì quyền năng của Ngài nằm trong sự phục tùng Thiên Chúa Cha. Tự ta không thể làm gì được, ta không tìm kiếm ý riêng của ta, mà là ý muốn của Cha, là Đấng đã sai ta. Trong Giăng đoạn 7 câu 28 chép: "Bấy giờ Đức Chúa Giêsu đang dạy trong đền thờ thì kêu lên rằng: các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lạ. Ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài." Chúa Giêsu đến để thực hiện một sứ mạng. Đó không phải là một nhiệm vụ do chính Ngài sáng kiến ra. Chúa Giêsu không tìm kiếm danh dự cho riêng mình Ngài. Ngài được sai đi làm công việc cho Đức Chúa Cha, thực hiện sứ mạng của Chúa Cha và mang lại sự vinh quang cho Ngài bằng cách hoàn thành công việc của Ngài. Cái giá phải trả là rất cao. Ngài đã hiến mạng sống mình để hoàn thành công việc của Đức Chúa Cha. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Châm ngôn đoạn 3 từ câu 5 đến câu 6. Bản thân tôi đã được kinh nghiệm Chúa trên suốt chặng đường đã qua. Biết bao nhiêu nan đề bùa vây lấy tôi trên nhiều lĩnh vực, trên nhiều trận tuyến. Đã nhiều lần tôi rơi vào những sự chán nản mệt mỏi. Khi tôi yếu đuối nhất, khi mà bọn chúng tấn công vào gia đình tôi, cảm ơn Chúa, Ngài đã luôn ở bên tôi. Ngài ban cho tôi sự mạnh mẽ khi tôi yếu đuối. Và những lúc như vậy, tôi đã được nghe tiếng thì thầm của Chúa: vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi và phán cùng ngươi rằng: đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Khi tôi thiếu thốn, lòng tôi lại đọc to câu Kinh Thánh Thi Thiên 121 từ câu 1 đến câu 2. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên trời và đất. Và sau đó lòng tôi lại trở nên vui mừng, tin cậy vào Chúa, vào cái sự tiếp trợ của Ngài. Vì Ngài là Đấng tề trị, Ngài là Đấng sáng tạo, và Ngài là tất cả cho cuộc đời của tôi. Lời Chúa luôn ở trong tâm trí của tôi. Tôi trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc tôi, Ngài quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhất. Ngài cũng dạy dỗ tôi từ những điều nhỏ nhất. Ngài ban sức mạnh
cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Đức Chúa Trời hoàn toàn đáng tin cậy và đáng được ngợi khen. Hallelujah. Khi chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu, làm theo những gì Ngài đã làm, nương cậy hoàn toàn nơi Ngài sẽ mang lại sự vinh quang vĩnh cửu cho Ngài. Trông cậy vào Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài mang lại muôn vàn lợi ích cho chúng ta. Chúng ta nương cậy vào lời Ngài để nhận lãnh được cuộc sống bình an, ngay cả trong nghịch cảnh chúng ta cũng được bình an. Ở trong Thi Thiên đoạn 25 câu 10 đã nói, Ngài sẽ hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta qua tình yêu không bao giờ cạn kiệt của Ngài. Và Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta, Ngài sẽ đổi mới sức mạnh của chúng ta. Và Đức Chúa Trời sẽ bao bọc chúng ta bằng sự bình an trọn vẹn của Ngài. Chúng ta được ban cho những lời hứa về sự bình an, sự bảo đảm an toàn, niềm vui tràn trề, sự yên nghỉ trong sự chăm sóc của Ngài và sự bao bọc của tình yêu vô tận. Học cách vui mừng nơi Chúa đòi hỏi phải có sự nương cậy nơi Chúa để được cứu rỗi và yên nghỉ mà chỉ Ngài mới có thể ban cho. Và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng vật trí anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nương cậy vào Chúa là trông cậy duy nhất vào Ngài. Khi chúng ta tin cậy nơi Chúa, chúng ta dâng mọi điều lo lắng và sợ hãi của mình cho Ngài và đổi lại chúng ta cảm nghiệm được sự bình an sâu xa vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta không được cứu bởi việc làm có ích. Chúng ta không được cứu nhờ đời sống cầu nguyện. Chúng ta không được cứu nhờ đọc kinh thánh. Chúng ta cũng không được cứu nhờ chúng ta đi nhà thờ. Chúng ta được cứu bởi tin cậy vào công việc của Chúa Giêsu trên thập tự giá để tha tội cho chúng ta. Cốt lõi đức tin của chúng ta là sự tin tưởng và phụ thuộc vào Chúa. Nhưng dường như sau khi được cứu rỗi, chúng ta có xu hướng bận rộn nhiều hơn. Thay vì nương cậy vào Chúa, chúng ta sống như thể mọi sự tùy thuộc vào chúng ta và dần dần chúng ta xa rời lời của Ngài. Mỗi ngày, nhiều người cầu nguyện ngắn dần đi, thưa thớt hơn, gọi là cầu nguyện cho có lệ. Không còn tìm kiếm Chúa mỗi ngày nữa, trong mọi việc, dù to dù nhỏ cũng không hỏi Chúa. Chúa ơi, Ngài muốn con làm điều này chăng? Con có thể làm điều đó được không Chúa ơi? Chúa ơi, con sai rồi, con xin lỗi Chúa, xin Ngài tha thứ cho con và Ngài sửa dạy con. Mọi thứ dần dần trở nên bình thường và thản nhiên làm việc mà không có sự nương cậy nơi Ngài. Ở trong Thi Thiên đoạn 1, từ câu 1 đến câu 3 chép: Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, cũng không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Đức Chúa Trời là nước hằng sống. Khi chúng ta trồng mình bằng nước hằng sống của Ngài, rễ bên trong của chúng ta sẽ ăn sâu và chúng ta được trở nên mạnh mẽ. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời không chỉ là sự kính sợ Chúa, mà còn là sự sống, sự tận tụy và hoàn toàn nương cậy phụ thuộc vào Ngài. Chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm được sự bình an của Ngài khi chúng ta tin rằng Ngài yêu thương và chăm sóc chúng ta. Chúng ta cần có niềm tin để nghỉ ngơi, cần có đức tin để tin cậy và cần có đức tin để nương cậy vào Đức Chúa Trời. Hãy đến gần Chúa hơn mỗi ngày, vui thỏa trong Chúa để Ngài trao cho chúng ta những khát khao ở trong trái tim của chúng ta. Hãy ở một nơi yên tĩnh hoặc ở một trong phòng riêng để được ở một mình với Chúa. Dừng tất cả các công việc của mình lại khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta tìm kiếm Chúa mỗi ngày. Chúng ta cần rời xa chiếc điện thoại, tivi, âm nhạc và máy tính, tất cả mọi sự ở trong sự tĩnh lặng. Chúa là đấng nghe lời cầu nguyện và đáp lời của chúng ta trong nơi kín miệng. Chúng ta có thể nghe được tiếng của Chúa để được gần Chúa hơn mỗi ngày.
Và chúng ta phải nên biết rằng khi chúng ta cầu nguyện, Chúa lắng nghe chúng ta, thì khi chúng ta cầu nguyện xong, chúng ta cũng cần lắng nghe tiếng của Ngài. Chúng ta phải dành một chút thời gian tĩnh lặng, yên lặng để lắng nghe lời Ngài thì thầm điều gì đối với chúng ta, bày tỏ điều gì đối với chúng ta. Chúng ta phải tập những điều đó để chúng ta biết rằng là Ngài nghe chúng ta, thì chúng ta cũng cần xem Ngài dạy dỗ chúng ta điều gì, Ngài muốn chúng ta làm gì, thì chúng ta cần phải lắng nghe. Nghỉ ngơi là một nhu cầu. Nghỉ ngơi không phải là nghĩ rằng là chúng ta đến tuổi là chúng ta về hưu, nhưng nghỉ ngơi ở đây rằng là nghỉ ngơi để chúng ta được hồi phục. Như là những ngày 6 ngày Chúa đã sáng tạo, thì Chúa dành đến ngày thứ 7 là ngày được nghỉ ngơi, thì chúng ta cũng được nghỉ ngơi như vậy để Chúa hồi phục cho chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ được trải nghiệm sự bình an thật khi chúng ta có Chúa trong đời sống của mình. Chăm sóc tâm hồn chính là chăm sóc bản thân. Và hãy tận hưởng sự bình an trong tình yêu thương mà Chúa đã ban cho mỗi một chúng ta. Xin Chúa ban cho mỗi một chúng ta và gia đình của mình sự bình an, sự phước hạnh mà chỉ ở trong Ngài mới có. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh. Amen.